30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa bão lớn nhất trong 60 năm qua. Các khu vực lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lũ lụt gây ra thương vong nặng nề. Một số địa danh chính ở Bắc Kinh bao gồm Tử Cấm Thành, nơi đã không bị ngập lụt trong hơn 600 năm. Tử Cấm Thành, quảng trường Thiên An Môn và sân bay Đại Hưng mới xây đều bị ngập lụt và những người bên ngoài nói rằng đây là một dấu hiệu đáng lo ngại. Theo dự báo thời tiết, cơn mưa xối xả sau đó sẽ chuyển hướng về phía Đông Bắc. Một cơn bão vừa phải Kanu khác sẽ theo sát phía sau và cường độ của nó vẫn đang tăng lên. Hoàn lưu bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, bão Kanu vận chuyển hơi nước từ biển khơi, Bắc Kinh và Hà Bắc bắt đầu mưa lớn từ ngày thứ Bảy tuần trước. Bắc Kinh hứng chịu đợt mưa bão mạnh nhất trong 60 năm qua, nhiều trạm thời tiết không thể hoạt động, thiết bị liên lạc điện bị lỗi, mất liên lạc và bị hư hỏng. Mưa vẫn chưa ngớt cho đến ngày 28 tháng 8, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa kỷ lục, thảm họa nghiêm trọng nối tiếp nhau. Điện, nước và liên lạc bị cắt ở nhiều khu vực, thương vong có thể gặp khó khăn. Nhiều người đã đăng tải những bức ảnh gây sốc, ngoại trừ việc nhiều con đường biến thành sông chảy xiết. Một lượng lớn ô tô và người bị lũ nuốt chửng và cuốn trôi. Ngoài ra, Tử Cấm Thành, kinh đô được cho là chưa bao giờ bị ngập trong 600 năm. Quảng trường Thiên An Môn, thậm chí cả sân bay Đại Hưng Bắc Kinh đều khó thoát khỏi lũ lụt. Cư dân mạng đã viết trên tweet rằng, các phương tiện truyền thông chính thống vừa ca ngợi hệ thống thoát nước của Tử Cấm Thành là hàng đầu thế giới, không tích nước trong 600 năm. Và sau đó, cư dân mạng đã chế giễu và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người ra quyết định và các chuyên gia của Tử Cấm Thành vì đã biến đổi hệ thống thoát nước của Tử Cấm Thành, khiến nước trong Tử Cấm Thành lần đầu tiên bị ngập lụt, biến Tử Cấm Thành thành một vườn thượng uyển và sự hợp nhất giữa nước và bầu trời đã xuất hiện một lần trong 600 năm. Quang cảnh Tử Cấm Thành lúc này đã được một số nhà bình luận cho rằng đây là điểm gờ, báo trước sự khủng hoảng của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo nhận xét, từ khi Tử Cấm Thành được xây dựng, nó chưa bao giờ bị ngập lụt. Hệ thống thoát nước bên trong rất khoa học và chính xác, được thiết kế dựa trên điều kiện của các lưu vực sông trên toàn khu vực Hoa Bắc. Mặt đất phía Bắc Tử Cấm Thành cao hơn phía Nam 2 mét, sông Kim Thủy trong và ngoài Tử Cấm Thành dẫn đến Trung Nam Hải, nước chảy vào các hệ thống thoát nước khác nhau ở nông thôn rồi chảy ra biển, sau đó Tử Cấm Thành bị ngập, đồng nghĩa với việc phía Trung Nam Hải bị phong tỏa, cùng đồng nghĩa với việc thành Bắc Kinh và Trung Nam Hải sẽ bị ngập nhiều hơn. Việc biển Trung Nam bị phong tỏa và ngập lụt chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đã khiến mọi người nhớ đến năm ngoái khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức kỳ họp thứ hai. Vào ngày hôm đó, trời có gió lớn và cổng phụ của sảnh hòa hợp tối cao trong Tử Cấm Thành đã bị gió thổi sập hoàn toàn. Các chuyên gia phong thủy cũng cho rằng nó tượng trưng cho sự sụp đổ của một triều đại. Một video khác cho thấy mưa lớn làm ngập toàn bộ quảng trường Thiên An Môn. Không chỉ vậy, sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh được mệnh danh là cửa ngõ của quốc gia mới cũng trở thành một sân bay nước độc đáo. Tuyến sân bay Đại Hưng Metro đã bị đình chỉ từ 6 giờ 20 phút sáng thứ Hai và không hoạt động trở lại cho đến 9 giờ 10 sáng thứ Ba. Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh được xây dựng với chi phí 11 tỷ đô la Mỹ mới đi vào hoạt động năm 2019. Mưa lớn cũng gây rò rỉ nước bên trong sân bay. Quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 28 tháng 8 cho biết, tính đến sáng ngày hôm đó, 11 người đã thiệt mạng và 27 người mất tích trong đợt lũ này. Tại tỉnh Hà Bắc lân cận, 9 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng không tin vào số liệu chính thức và con số thực có thể cao hơn nhiều. Trước đây, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng bác bỏ những tin đồn cho rằng không có lũ lụt ở Bắc Kinh. Một bà lão ở Bắc Kinh cho biết, tôi đã sống lâu như vậy và đây là lần đầu tiên tôi thấy một trận lụt khủng khiếp như vậy. Theo báo cáo của địa phương, ngày 28 tháng 8, sông Vĩnh Định ở Môn Đầu Câu, Bắc Kinh đã bị ngập lụt và các con sông trong thành phố cũng bị ngập lụt. Sau lũ, khắp nơi đổ nát, cầu bị cuốn trôi. Những phương tiện bị lũ phá hủy nằm la liệt trên cầu. Bên ngoài, xe phủ đầy cành cây, đồ lặt vặt, rác thải, không thể nhận dạng. Khách sạn Citan, khách sạn đắt nhất ở Bắc Kinh ở Môn Đầu Câu, đã bị mưa lớn cuốn trôi. Tiền sảnh bị bùn và nước lấp đầy, toàn bộ cảnh quan biến thành một đống đổ nát. Các chủ đề liên quan đến khách sạn Citan ở Bắc Kinh bị mưa lớn cuốn trôi càng trở nên phổ biến hơn. Một cư dân mạng đăng tải video, nhiều người ở Môn Đầu Câu bị mắc kẹt trên nóc tòa nhà. Một người phụ nữ kêu cứu và nói, đã ngập như thế này rồi,
đường sạt lở không thoát ra được, tôi phải làm sao đây? Dòng tuyết nói rằng xả lũ rõ ràng là thảm họa nhân tạo. Khu vực bình luận có rất nhiều đồng cảm với mưa bão và thiên tai, nhưng không nghi ngờ gì về việc xả lũ. Sau khi tin tức về cái chết lan truyền trên Internet, sự chú ý của Weibo cũng tăng lên. Một số cư dân mạng cho biết, thật không thể tin được trời mưa sẽ giết chết tôi. Chính quyền Bắc Kinh hãy chú ý đến việc xây dựng ngoại thành. Không thể tin đây là Bắc Kinh năm nay. Lần này còn tệ hơn so với trận lụt ở Hà Nam 2 năm trước và có nhiều hơi nước hơn. Tuy nhiên, để giữ Bắc Kinh, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở các cửa xả lũ vào ngày Chủ nhật và thứ Hai vừa qua để ngăn đê vỡ, tỉnh Hà Bắc lân cận trở thành khu vực xả lũ, dẫn đến thành phố Trác Châu, Bảo Định, tỉnh Hà Bắc chỉ còn cách trung tâm Bắc Kinh 70 km. Thiên tai rất nghiêm trọng, toàn bộ thành phố Trác Châu với dân số hơn 650.000 người bị ngập lụt. Cư dân mạng cho rằng do chính quyền không thông báo sơ tán trước nên rất đông người dân bị lũ bao vây, chờ giải cứu. Hiện tại, nhiều cư dân mạng và mọi tầng lớp xã hội đang chờ xem liệu cấp cao nhất của đất nước có đến khu vực thiên tai gần nhất để kiểm tra hay không. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm nhà hát Phương Tây có trụ sở tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Vào hôm thứ Tư, đã tổ chức lễ thăng quân hàm cấp tướng của Quân ủy Trung ương tại tòa nhà Ba Yi ở Bắc Kinh vào hôm Chủ nhật. Hôm thứ Hai là ngày quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày quân lực Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã công khai thừa nhận lũ lụt gây thương vong nặng nề. Theo báo cáo của CCTV, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương CPC, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã ban hành chỉ thị quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, yêu cầu khôi phục trật tự sản xuất và sinh hoạt như càng sớm càng tốt để đảm bảo ổn định xã hội nói chung. Bộ Tài chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố sẽ phân bổ 110 triệu nhân dân tệ cho công tác cứu hộ ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Một video trên Internet cho thấy tình hình hiện tại ở Trác Châu. Những cư dân ở Trác Châu bị mắc kẹt trong 3 ngày cho biết họ bị lũ bao vây suốt những ngày qua, đã không có gì ăn trong 2 ngày, sữa bột cho đứa con 2 tháng tuổi của họ cũng sắp hết. Không có điện nước và điện thoại, họ đã gần như chết. Thiên tai ở Trác Châu rất nghiêm trọng và nhiều người vẫn đang trốn trong nhà chờ được giải cứu. Tuy nhiên, một số tổ chức cứu hộ phi chính phủ tuyên bố rằng chính quyền yêu cầu phải có thư mời mới được vào khu vực này. Một người dân ở làng Sao Hồ đã được đội cứu hộ yêu cầu đưa ra thư mời, nhưng chính quyền thị trấn tuyên bố rằng con dâu chính thức đã bị lũ cuốn trôi và không thể tìm thấy. Người đàn ông 29 tuổi khóc qua điện thoại, rất nhiều đội cứu hộ muốn lá thư này từ chúng tôi. Tôi lo lắng chết đi được, vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt trong làng. Đối mặt với lũ lụt, phải viết giấy mời để chạy đua với thời gian trong công tác cứu hộ khiến nhiều cư dân mạng chỉ trích là quá quan liêu. Bức thư đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và quan tâm. Tờ The Paper đưa tin, mưa ở miền Bắc Trung Quốc đã yếu đi đáng kể từ ngày 28 tháng 8. Khu vực phía Đông Bắc sẽ tiếp quản, miền Trung và Đông Cát Lâm và Đông Nam Hắc Long Giang sẽ trở thành tâm điểm mưa lớn. Một số khu vực sẽ xuất hiện dông, gió giật mạnh, mưa đá và thậm chí cả lốc xoáy. Với cơn bão Kanu chưa rõ hướng di chuyển trong tương lai, thảm họa tiếp theo có thể không chỉ giới hạn ở thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận. Cái gọi là kế hoạch thiên niên kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt dưới những trận mưa lớn kéo dài trên toàn bộ khu vực Hoa Bắc. Để bảo vệ Hùng An, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình đào đê trên nhiều con sông Trác Châu, Hà Bắc để xả lũ, làm ngập lụt toàn bộ thành phố Trác Châu và tất cả các làng và thị trấn xung quanh. Hiện tại, làng phường cũng sẽ bị hy sinh như một khu vực xả lũ. Những ngôi làng bị ngập lụt, bị cắt điện và nước và những tiếng kêu cứu phát ra từ các mái nhà. Theo tin tức từ trang web chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do ảnh hưởng của hoàn lưu còn sót lại của cơn bão số 5 đang di chuyển về phía Bắc, khu vực mới Hùng An đã có mưa lớn trong nhiều ngày, khiến mực nước nhiều hệ thống sông chảy qua khu vực mới dâng cao. Tình hình chống lũ diễn ra gay gắt. Hùng An nằm ở rìa hồ Bạch Dương Điếm, với độ cao từ 7 đến 19 mét, mực nước của hồ Bạch Dương Điếm luôn ổn định ở mức 6,5 đến 7 mét. Trong 2 năm qua, mực nước cao nhất của hồ Bạch Dương Điếm đạt 7,4 mét và năm 2013, mực nước cao nhất tại Bạch Dương Điếm đạt 8,44 mét. Mực nước cảnh báo của hồ Bạch Dương Điếm là 9,0 mét. Nếu mực nước hồ Bạch Dương Điếm tiếp tục dâng cao, một vùng trũng ở quận mới Hùng An sẽ đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt. Trên thực tế, một số cộng đồng ở Hùng An đã bị ngập lụt và trẻ em đã chèo thuyền xuống tầng dưới. Trác Châu, Hà Bắc nằm ở giữa Bắc Kinh và Hùng An, có độ cao trung bình 37 mét, cách Tây An khoảng 100 km và cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 70 km. Để bảo tồn Hùng An và giảm bớt áp lực mực nước dâng cao của hồ Bạch Dương Điếm, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định thực hiện xả lũ quy mô lớn ở Trác Châu, Hà Bắc.
bắt đầu từ hôm Chủ nhật, chính quyền cử người đào đê để xả lũ ở các con sông lớn chảy qua Trác Châu như sông Duma, sông Đa Si, sông Tiểu Thanh và sông Vĩnh Định, Làng Mạc. Thị trấn bị ngập lụt, có nơi nước ngập đến từ 3 đến 4 mét, nhà cửa chỉ còn trơ lại phần mái. Chính quyền Trác Châu cử người đào đê xả lũ nhiều lần bí mật nửa đêm. Đoạn video cho thấy vào sáng sớm ngày 28 tháng 8, người dân đã đối đầu với cảnh sát trên bờ kè phía tây của cầu Si Cun ở Trác Châu, cố gắng ngăn cản chính quyền đào bờ bao để xả lũ. Có thông tin cho rằng nhiều dân làng đã bị cảnh sát bắt giữ và chính quyền buộc phải đào bờ bao để xả lũ và tất cả các làng lân cận đều bị ngập lụt. Dân làng đều biết rằng để bảo vệ Hùng An, chính quyền đã buộc phải đào đê để xả lũ ở Trác Châu. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không thông báo trước cho dân làng khi đào bờ bao để xả lũ và nhiều lần họ đã bí mật xả lũ vào ban đêm. Kết quả là khi thành phố Trác Châu bị ngập lụt, hàng chục ngàn dân làng đã bị mắc kẹt trong nước, không có nước và điện và cuộc sống của họ bị đe dọa nghiêm trọng. Đoạn video cho thấy những người dân bị mắc kẹt trên mái nhà đã nhìn thấy một chiếc thuyền chèo trên con đường ngập nước. Bi kịch Trác Châu bị ngập lụt ở Hà Bắc khó có thể diễn tả bằng lời. Việc đào đê xả lũ rõ ràng được bố trí từ trung tâm. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc đã quyết định kích hoạt khu vực lũ lụt sông Vĩnh Định vào lúc 6 giờ sáng ngày 28 tháng 8. Khu vực ngập lụt sông Vĩnh Định là một trong 98 khu vực chứa và giữ lũ quốc gia nằm ở trung và hạ lưu sông Vĩnh Định, liên quan đến quận Quảng Dương, quận An Xi và quận Vĩnh Khánh thuộc thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc và quận Ngô Khánh và quận Bắc Thần ở Thiên Tân. Khả năng chứa lũ khoảng 400 triệu mét khối nước lũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới